Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5225 phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đối với vaccine COVID-19 Covaxin của Ấn Độ. Theo quyết định của Bộ Y tế, mỗi liều vaccine Covaxin có 0,5ml chứa 6 microgram kháng nguyên toàn SARS-CoV-2 bất hoạt, chủng NIV2020770, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine Covaxin do công ty Bharat Biotech International Limited Ấn Độ sản xuất. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã ban hành sử dụng khẩn cấp EUL đối với vaccine Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ phát triển, bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng được WHO xác nhận để phòng ngừa COVID-19 do SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt Covaxin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo văn bản này, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine Covaxin theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu. Cơ quan này cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng nhập khẩu. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vaccine Covaxin trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine, Sinh phẩm Y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng. Cục Y tế Dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine Covaxin. Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine Covaxin trước khi đưa ra sử dụng. Bộ Y tế cũng đề nghị đơn vị đề nghị phê duyệt vaccine có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của Bộ để bổ sung thêm dữ liệu hoặc những yêu cầu có liên quan vaccine Covaxin và chủ động cung cấp, cập nhật thông tin mới trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Công ty này phải phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine, đảm bảo các điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vaccine Covaxin nhập khẩu vào Việt Nam, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của lô vaccine Covaxin nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, phải phối hợp với đơn vị phân phối, sử dụng vaccine Covaxin triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện đối với loại vaccine này tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật. Hiện tại, có 9 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch tại Việt Nam, gồm AstraZeneca của công ty AstraZeneca Anh, Sputnik V, Viện Nghiên cứu Gamaleya Nga, Janssen của Johnson & Johnson sản xuất tại Mỹ và Hà Lan, Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna Mỹ, Comirnaty, Pfizer BioNTech Mỹ, Verocell, China National Biotech Group, Sinopharm Trung Quốc, Hayatvax, CNBG của Trung Quốc sản xuất tại UAE, Abdala, công ty AICA Laboratories Base Business Unit, AICA Cuba và Covaxin, công ty Bharat Biotech International Limited Ấn Độ. Trong 9 vaccine, Pfizer và Moderna đã được Bộ Y tế phê duyệt tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Đã có 12 địa phương trên cả nước tiến hành tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Khoảng gần 1 triệu liều vaccine đã được tiêm cho lứa tuổi này. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.